Oh. Thank you.
yang aku injek tanya mai. Đây thật lũa này, ngon khá này, thật sự yêu. Nhưng mà chừng ngày cho mình ấy, mẹ thật sự bỏ đỏ máu, nhưng đã lực chụp chân ấy. Đừng lộn bạch. Nhưng mà nhập đầy bỏ dương này. Em sẽ mà nè. Giờ bị tha hai lúc đó ấy. Chim riệp xua cha, ngày môn nhắm cho ở cái đám ngày đi nhắm cho nè, ngọc này yêu, chứ ngành nè, mà sợ tự mọt ngọc này yêu. Tăng hà lưu dương nhắm cho ngọc này nè. Cho tự trầy có con. Ôi, mơ tờ tình nộng hả lỗ ôi. Bật chứ chân. Dương thường mấy dạy đau cực cụt với nó. À, đạch cụt hời. Đạch cụt với hời. Đại ô. Ôi, ngành nhà lộ ôi lộ. Ôi, em sẽ mà nè. Thank you.
ngắm lỡ một thôi mày đợi cút đi già này ạ. Hal, sengaja hal. Chạy bắn chim ảnh thầm chết bật bật nèo ở khả nế thầm chết ở rừng mà đồng khán mày xông ra cái đám ở bận bóng á hay rừng đồng khán nèo ở khả nế thầm chết chẳng ai sao anh có thầm chết đai rồi có thầm chết đai khăn giường đó hay nữa hal dương nhâm từng ót món á nặng ót vía dương nhâm từng ạch từng ấy vía vía nằm lại bạn hơi nặng ót vía Thank you.
Bye bye. Ô, thôi mà chết ớt rồi đồng khan, tay miên sầm áo đồng khan. Mà nhắm bài vì sẽ bắt nghe nè, bắt nghe nè, bài và chọc được chút á, hay thầy ăn, thầy ăn hay chủ xoay nghe như nè, bắt nghe ô, thôi mà chết ớt rồi đồng khan, tay miên sầm áo đồng khan. Chọc lập chụp chuối ngành chuối sợi phong ấy phong lấy lòng thế Thank you.
ស្ដីអ្នកអស់គ្នាថ្ងៃនឹងចុងសប្ដាហ៍មកដឹកខ្ចងក្តាមវិសាតោះអ្នកអស់គ្នាអើយញ៉ាំខ្ចងជាមួយខ្ញុំណាដល់ស្រក់ទឹកមាត់ទៀតដែរអ្នកអស់គ្នាអើយអូនេះឆ្អិនណាស់នេះខ្ចងដុតដែរអ្នកអស់គ្នាពេលវាជ្រូកក្រោបវាចឹងហ្នឹងនេះជ្រូកអាស្ទៀសនេះនេះនេះក្រោបវានេះតឹងតែវាឆ្អិនហើយតែឆ្អិនហើយវាខ្រៀមចឹងណានេះគាត់ដាក់ត្បូងកោវិញនឹងដឹងវាឆ្អិនហើយតែគាត់ណាវាអូវាចង់ដឹកតាមខ្សែដៅចុងសប្តាហ៍មានក្តាមសមុទ្រខ្ចងបារ៉ាអីទេមានតែខ្ចងស្រែហ្នឹងឯងសាមញ្ញសាមញ្ញធម្មតាធម្មតាតោះស្រែដឹកយើងទៅមកទៅខាងបើទុំនឹងជាតិកាប់ស្រីដាំតែបានទៅហើយទៅសមុទ្រប្តីគេទេអ្នកនរគ្នាក្តារវិសែនសบายយុទ្ធនាអស់ដល់ជាក់ចិត្តជាតិ
mà hai cái nữa chứ. Ôi chẳng như đường ở khí ơi. Đường ở khí mà sợ tăng vật có sợ tăng vật này nè. Mình thơ sợ có sợ hả? Chắc mà cái đám giờ mẹ cầm chia dương sẽ đau á cho chuyện nhầm nè đây đột cái đá bị sai ơi ngày ngày đang trong sập đà nhầm thấy đột lại dương đạp té máu ở cái nỉa dương hiệp trong lại hay đang ở thôi tập thấy bơ tôm hay hiệp trong bị té máu ấy. Vậy đúng, anh ấy rồi chuyện với Lưu Vinh. Cái Lưu Vinh ngăn Lưu Vinh để cơ chối chật. Lưu Vinh chưa mà đẹp thế là ngọt nhỉ. Lưu Vinh ngăn. Ôi thòm chết, thòm chết.
ngon mà làm như sao thôi chuyện cho rồi thở nè mà hai giờ nữa kìa. Trong sập đá dương là trong lập thầy ở dân tư cho dân kịch sẻ lại chẳng lập thầy máu thơ lại thơ y máu dân tư đã bị sẻ chẳng chợ chợ luôn chẳng thầy tới dịp hiệp lắng khiêu mong mình đang phân áo mình đang bay chẳng nàng lại cho chất trong sập đá cho chất mau lên nó ngọt như thế lập cho mấy dân tư lập thầy lập nam mấy chẳng ha người xã lấy mình chứ hai mình đang ở khi trang sờ lắm là LA đang ai ai mà lên ban chỉ muối nắng tê sập hiệp đã sờ sạt chẹt thầm ôi trong sập đá mình ấy cứ bắn nắng cò đây sập đấy thầy vô lần chiết món này ngọc khỉ ơi ăn tới sọ khlanh của ấy thầy xài này ngọc khỉ vậy biết tha ôi sao đào này buông vô món đi cô chứ nghe được cả bảy chứ nghe ôi chẳng như này ngọc khỉ ơi nên ngọc khi mà sọt thằng bọt cả sọt thằng bọt này nè mình thở sọt cả sọt này thấy rất đau ơi ngã rồi hơi ôi hơi lẹt đi lũi vậy bị thả đây cái chân anh mới lại
ាតិណាThank you.
ui dòng lương
để bị thả chiết nó chiết ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Mailie អូសบายសบายហើយនឹងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាមួយគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាកងញ៉ាំលេខជុតធំណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយទេសភាពក៏ស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអើយមានតាំងពីវាស្រែជាប់មួយនឹងបឹងតំបាំងឈូកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានៅជុំវិញខ្ញុំណាសត្វដើមថ្នោតនៅជុំវិញខ្ញុំសត្វដើមថ្នោតហើយនឹងតំបាំងឈូកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានេះជាប់នឹងវាស្រែវាស្រែកតំកាត់ស្រូវហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានេះវាតំកាត់ស្រូវហើយស្អាតមែនតើហ្មងថាពិតជាលយអែមស្អាតមែនតើហ្មងហ្នឹងតាឥឡូវយើងចាប់ដើមញ៉ាំកងអ្នកទាំងអស់គ្នាមកញ៉ាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយមកមកមកមកមកមកមើលបង្កងហើយនេះឆ្ងាញ់ត្រង់ថាទឹកខៃក៏កង់ដាក់មួយលឹកឈុកនេះអីតំណងមែនមែនណោះតោះឥឡូវយើងមកកងយើងញ៉ាំមកកងទៅថៃចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកបាត់ហើយនេះសบายចិត្តមែនតើហ្មងនេះសบายចិត្តហើយ
មកញ៉ាំនេះដល់មកចុងសប្តាហ៍អ្នកនចុងសប្តាហ៍ឲ្យមកញ៉ាំបកងនៅបឹងឈូកអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយឆាងថាបកងឆ្ងាញ់មធ្យមទេងុំនឹងលាយឡំជាមួយនឹងធម្មជាតិប៉ិតប៉ិតហ្មងអ្នកនរីឡាក់មែនតើអើយដឹងនិយាយថាមិនអីល្អដឹងថាសុបាយមែនតើហ្មងThank you.
យុយអើយវាឆ្ងាញ់ណាស់ទឹកតិចតិចមកទេហើយនៅទាំងអស់គ្នាឆ្អែតតែវាឆ្ងាញ់ហើយញ៉ាំបដាឬសាច់យំបដាក្បីក៏មានកោយន់គេជួស្រែងក៏មានហើយសាប់ចាប់សាប់អូយំទៅហឹងអើងកងពេញដល់ហ្មងកំដរហើយលេងជ្រុតធំទៀតនេះហើយនឹងទៅវិញដឹងតែគីឡូឡើងទៅតើតើអ្នកអស់គ្នាបើញ៉ាំច្រើនម្លឹងម្លឹងនេះដែរញ៉ាំបកងអស់ច្រើនអញ្ចឹងនេះពេលលឹកនឹងញ៉ាំច្រើនមែនតើហ្មងណាបាយបាយបង្កងវាស្រែមានដំថ្នោតទៀតអ្នកអស់គ្នាអើយដំថ្នោតលើព្រឺស្រែហ៎ហើយបង្កងអាំងហ្នឹងមិនហ៎ហើយក្ហមអញ្ចឹងអញ្ចឹងវ៉ាន់ហ្នឹងហើយកដាវាស្រែទៀតឆ្ងាញ់ណាស់
ាយអូមានរយនេះសំខាន់ហើយធម្មជាតិយាយអញ្ចឹងទៅយើងនេះត្រូវយើងហើយបុកខ្លួនឯងអញ្ចឹងនេះខ្ទឹមបុកអញ្ចឹងទៅអង្គហមឆេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងធម្មជាតិអញ្ចឹងហើយរយតាមរំខានរួយនៅក៏ឆ្ងាញ់ដែរអ្នកអរគ្នាអើយធម្មជាតិចាញ់រួយរំខានណាអូ